Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Hán Dịch Sa Môn Thật Xoan Nan Đà Việt Dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng Giải Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất Tiếp Theo Kinh Văn Lại nữa Chủ Sơn Thần Bảo Phong Khai Hoa Đường Môn Giải Thoát Nhập Vào Đại Tịch Định Quang Minh dạng dài vị chủ sơn thần bảo phong khai hoa ngài ở trên ngọn núi bóng có thể khai nở hoa sen lớn chẳng những tươi thắm mà còn trang nghiêm ngài là thần quản lý núi nếu chẳng có thần quản lý thì núi sẽ rời đi hiện tại có thần quản lý cho nên chẳng dám di động chủ sơn thần đa số là loại thú chúa ở trong núi như cọp xưng là thần núi vị chủ sơn thần này đắc được đại tịch định quang minh đại tịch định tức là tịch nhiên bất động ngài ở trong định phóng quang để trông giữ núi ngài đắc được môn giải thoát này chỗ sơn thần hoa lâm diệu kế được môn giải thoát tu tập từ thiện căn thành thuộc sống chúng sinh không thể nghĩ bàn vị chủ lâm thần hoa lâm diệu kế những núi của ngài quản lý đều khai phô hoa mỹ lạ trên đầu của ngài có búi tóc vi diệu trang nghiêm Ngài tu hành học tập từ thiện căn khiến cho căn lành thành thục có thể cứu bất khả tư nghị số chúng sinh thoát khỏi biển khổ. Ngài đắc được môn giải thoát này.